tôi là gì? Một con quái vật. Loại quái vật nào? Loại giết chết anh nó và quay lưng với gia đình nó. Làm sao tôi có thể sửa chữa được những sai lầm đó? Ngươi không thể sửa chính con người mình. Bản thân sự tồn tại của ngươi là một sai lầm. Làm sao tôi sửa chữa được sự tồn tại của mình? Ngươi có thật sự muốn không? Tôi phải bắt đầu từ đâu? Từ nơi những sai trái bắt đầu. Con muốn gì? Lộc à, hôm nay bố tới đây chỉ để nói cho con biết rằng anh trai con Thiên nó mất rồi. Cái gì? Làm sao mà nó mất? Vì nó chết ngộp trong studio của nó. Đi đâu vậy? Tôi không muốn về, không được chào đó. Giờ thì buông tôi ra. Đừng, về nhà đi, để tao đưa mày về. Đừng làm ba má lo nữa. Hay thiệt đó, nghe được chính miệng của anh, cái người mà đã bỏ lại tôi trong cái gia đình xào xáo này. Anh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người anh hết á. Và ba mẹ anh chỉ coi anh là con thôi. Sao mày có thể nói như vậy? Cả nhà ai cũng thương mày hết. Vậy hả? Vậy anh đã làm gì khi tôi cần anh? Tự tôi phải bơi ra khỏi cái đống lộn xộn đó. Chút vui ở trong đó nha anh trai. Lộc, mở cửa ra, mở cửa ra. Lộc, Lộc, tao không có nuôi một thằng con như mày. Ba đã làm chính xác cái điều đó. Và ba làm rất giỏi luôn đó. Đi, đi ra khỏi cái nhà này ngay. Ba có biết cách làm mẹ không? Còn không biết hơn tôi chắc. Đúng, ít ra tôi không có rượu chè. Và tôi là người nuôi sống cái gia đình này. Thôi bà im đi, bà không có biết dành thời gian cho con gì hết. Vậy chứ, ông có biết tại sao tôi lại làm như vậy không? Ông thì suốt ngày chỉ biết có làm việc, rồi xong rồi về nhà đòi hỏi vợ. Thôi bà im đi. Ông bây giờ nhìn thấy hai thằng con thằng mặt ông bây giờ chưa? Nếu ba mẹ cứ cãi nhau như vậy thì tao không thể sống lâu được. Tao xin lỗi.
cần phải quá khắt khe với thằng Thiên như vậy. Nè em, nếu mình muốn con nó khôn lớn á, mình phải dạy nó từ nhỏ chứ. Nhưng mà nó là con anh, nếu anh cứ tiếp tục phương pháp này anh sẽ mất nó vĩnh viễn. Và có cần tôi phải nhắc anh rằng nó là thằng con duy nhất, thằng con ruột duy nhất của anh không? Mà đừng nói lớn như vậy, nếu Ngọc nó nghe thấy rồi sao? Bà nghĩ tôi không biết à? Bà đừng phân biệt hai đứa nó nữa có được không? Ngày xưa á, khi thằng Lộc nó còn một đứa bé sơ sinh kìa, còn nằm ở ngoài đường á, tôi đã không thể làm ngơ. Và tôi đã tự hứa với lòng mình rằng á, là xem nó như con đẻ của mình vậy á. Anh ơi, em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Sao vậy con? Con phải đi tìm thằng Lộc về. Lộc nào? Thì thằng em con đó. Thiên, con lại sốt rồi. Con không có thằng em nào hết á. Ba má chỉ có một mình con à. Đừng đi tìm thằng em tưởng tượng này nữa. Không. Con có một thằng em. Tên đó là Lộc. Con phải tìm nó về. Thiên! Thiên! Con nuôi kệ em nhé.
Các bạn sẽ sử dụng là gì đây? Makeup remover. Tao không có lưu thằng con như mày. Lâu tới khi nào mà bạn thấy mặt bạn